My grandfather has a backache. I, Lisa, Roland, I, they are old. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry to hear. Tôi xin lỗi bởi vì đã làm hear gì ạ? Hear là gì? Từ này là từ nghe, hear. I'm sorry to hear. About về nghe về sức khỏe của bạn. So I'm very. About your health. Healthy nó là từ rồi, đây là chúng ta là danh từ nhà sức khỏe của bạn. Tôi rất xin lỗi khi nghe về sức khỏe của bạn nha. Hôm nay thì em lại thèm nếu mà bởi vì là không có gương mẫu, không có cấu trúc cố định nha. Câu này thì rất là dễ rồi đúng nha. Câu này thì nào? What the matter? Your sister. Your sister. Yes. Okay.